Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh của mình ha. Clip ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến tất cả các bạn cái cách mà chúng ta sẽ hàn một cái mối hàn mà vị trí nó nằm ở trên cao như thế này ha. Các bạn có thể xem và tham khảo nha. Ở đây thì mình sẽ có hai cái đường mình cần phải hàn. Đó chính là cái đường ngang này và cái đường dọc ở hai bên. Rồi, trước tiên thì mình sẽ nói về cái đường ngang này trước đi. Thì đối với cái đường ngang này thì khi mà đặt cái đầu que hàng vô nè các bạn ơi. Giờ mình sẽ nói về cái thế mà chúng ta đặt cái que hàng trước nha. Cái đầu que hàng này của mình nè các bạn. Cái đầu que hàng này của mình nè, nó sẽ có xu hướng là nó chết về phía trên hơn một chút xíu nha. Các bạn đừng để ngay cái khe này mà các bạn hàng nha. Mà chúng ta sẽ để cái đầu que hàng của mình chết về cái phần sắt mà dựng đứng ở trên này nè. Đó, chết về phía trên này một chút xíu. Và khi hàng thì mình sẽ có cái xu hướng gọi là mình kéo nhẹ xuống, kiểu giống như là mình hàn rồi cho nó chảy xuống phía dưới này vậy các bạn. Đó, cứ kéo nhẹ xuống như thế này cho đến hết cái đường hàn này của mình ha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với đường hàn thứ hai là cái đường hàn đứng này nè các bạn. Ở đây thì mình sẽ có hai cái cách hàn luôn. Một là chúng ta hàn từ trên hàn xuống, hai là chúng ta hàn từ dưới hàn lên. Nếu như mà vật liệu sắt này của tất cả các bạn mà nó mỏng á, nó có mỏng quá thì chúng ta nên hàn từ trên hàn xuống nha. Như vậy thì nó đỡ bị lủng hơn. Tuy nhiên ở chỗ này mình xin nhấn mạnh cái chỗ này luôn, là nếu như mà các bạn hàn từ trên hàn xuống á, thì cái mối hàn của mình nó sẽ không chắc so với việc mà chúng ta hàn từ dưới hàn lên nha. Và đối với cái thế hàn như thế này, thế hàn đứng như thế này, thì cái đầu que hàn này của mình, bây giờ mình sẽ nói đến cái thế mà chúng ta đưa cái đầu que hàn vô nha. Thì chúng ta lại để cái đầu que hàn của mình ở đây. Và chúng ta khi mà hàn á, chúng ta có cái xu hướng là chúng ta sẽ đẩy nhẹ cái đầu que hàn qua. Cho đến hết đường hàn của mình. Tuyệt đối là đừng cứ để cái đầu que hàn này của mình nó tiếp xúc vào cái sắt bên này trước nha các bạn. Như vậy thì rất là dễ bị lủng luôn. Rồi, giờ thì mình sẽ tiến hành hàn nha.